Nhà đầu tư rút khỏi dự án thép 5 tỷ Mỹ Kim tại Việt Nam, tin từ Hà Tĩnh. Thời gian chờ đợi kéo dài lại vướng tranh chấp với Đức, Đài Loan. Nhà đầu tư Ấn Độ Tata Steel cho hay là đã quyết định rút khỏi dự án xây dựng khu liên hiệp thép tại Hà Tĩnh, Việt Nam. Dự án này trị giá 5 tỷ Mỹ Kim theo kế hoạch sẽ hoàn tất vào năm 2018. Báo mạng VN Express dẫn phúc trình của Tata Steel cho biết đây là dự án lớn nhất của họ ở ngoại quốc, tọa lạc tại khu công nghệ Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo biên bản ghi nhớ đã ký kết, thì Tata Steel góp 65% số vốn cùng với hai tổng công ty Việt Nam thành lập khu liên hiệp thép, có năng suất lên tới 4.5 tấn thép mỗi năm. Biên bản ghi nhớ được ký kết tháng 5 năm 2007 và các bên đã ký kết thỏa thuận một năm sau. Tuy nhiên, cho đến nay thì dự án trên hầu như dậm chân tại chỗ vì xảy ra vụ tranh chấp đất đai với một công ty Đài Loan. Riêng trong vụ này thì Tata Steel đã phải cầu cứu chính phủ Ấn Độ đàm phán với phía Việt Nam nhưng không thành. Theo VN Express thì sáng ngày 8 tháng 2 năm 2014, người đại diện khu kinh tế Vũng Áng xác nhận việc Tata Steel của Ấn Độ rút khỏi dự án thép 5 tỷ Mỹ Kim nói trên. Một loạt nhà đầu tư ngoại quốc cũng đã lần lượt bỏ chạy khỏi Việt Nam trong vòng 2 năm trở lại đây, như là Nhật Bản trong dự án xây dựng nhà máy sản xuất xăng sinh học tại Bình Phước trị giá 80 triệu Mỹ Kim, như MGM của Hoa Kỳ trong dự án xây dựng casino Hồ Tràm Strip trị giá 4.2 tỷ Mỹ Kim tại Bà Rịa, Vũng Tàu.